Trần Thanh Tâm vào thẳng top 6 Miss Fabulous 2022, cộng đồng mạng chưa bao giờ Việt Nam đoạt giải cao lại dễ đến thế. Trần Thanh Tâm sau những ngày nỗ lực thi đấu tại đấu trường nhan sắc Miss Fabulous 2022, cô nàng đã vào thẳng top 6 chung cuộc. Người đẹp tâm sự, đây là thành tích xứng đáng cho nỗ lực bản thân suốt thời gian qua. Được biết, cô nàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ tập luyện thể thao, học tiếng Anh, học catwalk, kỹ năng ứng xử cho cuộc thi này. Nhiều fan của cô còn bức xúc cho rằng, ban giám khảo thiên vị và dìm thí sinh tiềm năng của Việt Nam. Bên cạnh những ý kiến từ fan của cô nàng thì cũng còn một số bình luận khác cho biết cuộc thi có 11 thí sinh tham gia, sau đó 2 người xin rút lui vì lý do cá nhân. Sau khi tham gia gần đến cuối hành trình thì 3 thí sinh ở vị trí 7, 8, 9 lần lượt xin dừng cuộc thi. Từ những thông tin này, cộng đồng mạng cho rằng đây là sân chơi mà Việt Nam đạt thứ hạng cao quá dễ dàng. Nhìn lại hành trình thi đấu của Trần Thanh Tâm, có thể thấy cô nàng đã rất nỗ lực, dù đôi khi vẫn còn hơi lỗi khi catwalk. Nói về màn hô tên của Trần Thanh Tâm thì rất có nỗ lực và truyền tải thông điệp về việc nói không với bạo lực mạng. Đặt mục tiêu dành phương miện về cho Việt Nam, Trần Thanh Tâm dành nhiều tháng liền để đầu tư cho cuộc thi. Trên trang cá nhân, Trần Thanh Tâm chăm cập nhật hành trình tại MFI sau khi đặt chân đến Thái Lan. Trong những phần thi đầu tiên, người đẹp sinh năm 2000 nhận về nhiều phản hồi tích cực. Đối với phần catwalk, hot girl trứng tráng có những sải bước ổn định, đánh tài vừa phải giúp tạo độ nhịp nhàng. Khi thông báo chinh chiến đấu trường quốc tế, mỹ nhân gốc Gia Lai đã không được ủng hộ nhiều. Về nhan sắc, kỹ năng catwalk, ứng xử, cô đều kém cạnh so với những đại diện Việt Nam tại các sân chơi sắc đẹp khác. Dù vậy, người đẹp không ngừng cố gắng nhằm chứng minh thực lực bản thân. Trần Thanh Tâm vừa tham gia buổi trao sát và công bố phương miện của MFI 2022. Xuất hiện tại sự kiện này, người đẹp gốc Gia Lai diện bộ cánh ôm body tông đen, khoe nét sang trọng nổi bật. Cô cũng khéo léo kết hợp với các phụ kiện trang sức như vòng cổ, bông tai bạch kim để tăng thêm tính thời trang cho outfit xuất hiện của mình. Không thể phủ nhận màn lên đồ của Trần Thanh Tâm là chặt chém nhất nhì trong 9 thí sinh tham gia cuộc thi năm nay. Theo đó, ngay tại thử thách đầu tiên chụp ảnh body với nước, người đẹp sinh năm 2000 đã xuất sắc góp mặt trong top 3 thí sinh có phần thể hiện tốt nhất. Đây được xem là sự khởi đầu tích cực cho hành trình chinh phục vương miện của Trần Thanh Tâm tại MFI 2022. Trải qua những màn thể hiện vừa qua, cũng như sự thất bại của Phương Anh ở Miss International, nhiều cư dân mạng bắt đầu quay xe ủng hộ Trần Thanh Tâm ở đấu trường Miss Fabulous International 2022. Thôi quay xe ủng hộ Thanh Tâm đi nào, dù gì cũng đang đại diện màu cờ sắc áo nước mình cơ mà. Phương Anh thua rồi thì bây giờ tôi chuyển qua xem Thanh Tâm vậy. Dù Thanh Tâm có hơi ô dề nhưng mấy này thấy cũng dễ thương mà. Thanh Tâm mà chiến thắng là chấn động nha. Được biết chung kết Miss Fabulous 2022 được diễn ra vào ngày 15 tháng 12. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.